Rồi hello mấy anh em, ngày hôm nay á thì là ngày 23 tháng 8 thì mình có một cuốn khách đi lên Vũng Bầu Bít. Thì ngày hôm nay á, thì lâu lắm rồi mình không có làm cái video về bãi biển ở Vũng Bầu. Ở bên kia là khách sạn Nam Nghi ha mấy anh em ha, và ở đây người ta là gọi là biển Vũng Bầu. Thì ngày xưa mình ở trên đây có rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều luôn. Thì ở đây mình có một cái người em, người ta chuyên làm cái ghe mút mà ghe để mà đi lặn á mấy anh em. Thì mình đã từng lên đây và mình đi chung với em đó và mình trải nghiệm xuống cả một ngày trời. Thì em nói trên đây em lặn được rất là nhiều cái con nhum, con nhím biển và rất là nhiều cá mú. Thì biển Vũng Bầu mùa này á, thì nó cũng giống như là biển ở Ông Lan hoặc là biển ở Bãi Trường hay là biển ở Vinh Cậu, nó đều bị ảnh hưởng bởi sóng, và kể cả Bãi Dài với Gành Dầu cũng vẫn bị ha mấy anh em ha, luôn cả Rạch Vẹm luôn ha. Thì do là cái thời tiết mùa này người ta gọi là mùa gió chướng, mùa gió nam, nên là sóng nó rất là dữ dội và nó rút mình ra ngoài bờ rất là ghê ha. Thì ở đây là khách sạn Vũng Bầu Bít, kế bên là Gold Sun, kế nữa là White Beach, kế nữa là Mai Phương Resort và bên kia nữa là Nam Nghi đó. Thì ngày hôm nay á, thì trời thì thời tiết nó không có được đẹp lắm tại vì đang chuyển mưa, và mình muốn quay lại cái video này để cho mấy anh em thấy là biển nó cũng gợn sóng rất là dữ mùa này ha, nên thành ra là mình không tắm được ha. Rồi ở đây là nhà hàng của cái resort cũng màu biết ha mấy anh em ha. Thì trước đây mà trước dịch thì ở đây rất là nhiều cái tây mấy anh em, rất là nhiều. Rồi mình xin kết thúc video để mình cho hành lý xuống xe nha mấy anh em.